tiếp theo đó là vấn đề về vệ sinh ha, và các loại hóa chất mình sử dụng như thế nào sao cho đúng. Thì trong quá trình nuôi đối với cái về việc vệ sinh thì mình phải thực hiện bắt đầu trước khi nuôi ha, sau khi mình họ mình làm xong hết rồi tất cả mọi thứ mình đã chuẩn bị xong để vệ sinh. Cồn, sà bông, dầu men,
tại mình đang chuẩn bị vô cái phòng cấy ha, để xem mọi người trong đó làm như thế nào. Vô xịt cột. Còn mấy giờ nữa? Hai giờ nữa hả? Thế nè. Văng quá. Cái xong. Rồi chuẩn bị thu xếp cái làm cái phối trộn đi xong chưa? Phối trộn mấy cái của ống chưa? Cuối tháng hết không? Cuối tháng xong không? Cuối tháng xong không? Hôm nay là đã sáng được mấy ngày rồi, còn gì đó rồi. Cái này mới, màu chưa có đổi nữa.